đến với câu hỏi đầu tiên của bạn có nickname Facebook là Gỗ Gỗ ạ. Bạn có hỏi như sau: chào bác sĩ cho em hỏi, phụ nữ sau sinh khi đang ở cữ mà ăn đồ chua sẽ dẫn đến tình trạng xón tiểu, không nhịn tiểu được sau sinh có phải không ạ? À, đúng như vậy. Tức là chị em phụ nữ mà sau sinh thì các cái cơ thắt cái treo cái tử cung rồi cơ các cái cơ mà nó có liên quan chặt chẽ, vì ngay cái bàng quang nó ngay trên cái tử cung của mình. Và nó cũng có những các cái dây nó liên quan đến các cái dây chẳng của cơ mà đỡ cái bàng quang. Trong cái quá trình sinh đẻ thì chúng ta mang thai thì nó đã giãn ra một cái quá mức rồi. Trong sinh đẻ thì nó lại bị một cũng là một cái quá trình lao động vất vả. Và nó cũng thay đổi một cái áp lực ở trong ổ bụng của mình. Áp lực cái bụng mình. Và chắc chắn là nó ảnh hưởng đến những các cái cơ nâng đỡ bàng quang. Thế chưa cho nên là sau đẻ mà lại mình lại ăn những các thức ăn chua nữa, phải không ạ? Thì những ăn chua thì nó người ta ngay trên đầu tôi đã nói rồi, những người ăn chua đó thì là cũng hay gây đến cái tình trạng là cái rối loạn bàng quang kích thích. Thế cho nên của em đó thì rất có khả năng, nếu như theo tôi thì thứ nhất là cũng nên đi khám bác sĩ, và chí thì cũng nên thử cái nước tiểu để xem có hồng cầu có bạch cầu cao hay không. Thế nếu mà nước tiểu của mình sạch, không có hồng cầu, không bạch cầu, thì đây cũng là một cái tình trạng bàng quang kích thích sau sinh đấy. Và như thế vẫn có thể dùng các thuốc thông thường, thuốc tây, hoặc nếu mà muốn yên ổn cho con, nó có ảnh hưởng, không ảnh hưởng nhiều đến sữa đấy. Cái này nó ít ảnh hưởng sữa lắm. Thì có thể uống ít liệu vương được. Ít tiểu vương thì có thể dùng... trong những ngày đầu mà tấn công thì mình dùng cứ 3 viên một lần, và uống khoảng 3 lần trong ngày. Sau khi mà mình cảm thấy rằng là cái số lần đi tiểu nó đã giảm đi chẳng hạn nhé, thì em có thể dùng 2 viên, 2 lần sáng chiều. Có thể dùng một đợt nhé, một đợt mà khi đến khi nào mà nó đã hết được tiểu rồi, thì hết đi tiểu nhiều lần rồi, nó chỉ còn lại 4-5 lần một ngày thôi chẳng hạn, thì lúc đấy em có thể uống thêm một đợt nữa nhé. Một vài tháng, căn bản nhất là chữa cái giai đoạn cấp tính của nó. Mà nó nhiều người chữa xong thế là người ta cũng thôi luôn, bởi vì cái cơ nó hồi phục rồi, phải không ạ? Thì nó hết những các cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng cái làm cho mình xoắn tiểu hay là tiểu nhiều rồi, nó cái mình tốt. Dạ vâng ạ, vâng, xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của phó giáo sư.